chào tất cả mọi người. Rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay của Chợ Chó Gobi. Hôm nay thì mời mọi người cùng ngắm cái cặp đôi mà kết hợp mà lần gần đây nhất, Melcy và Bruno. Cặp đôi sinh ra đàn Y của trại Gobi, Y Zero và Idol và Ego là đều đã lên video đấy. Thì Melcy ở tại nhà của Gobi, mới được đưa sang trại. Đây là cái buổi đầu tiên mà Melcy và Bruno gặp lại nhau sau 6 tháng. Sau 6 tháng từ lần phối giống trước của cặp đôi này. Sau lần phối giống trước thì Melcy được đưa về nhà. Đây, các bạn thấy cặp đôi bám nhau như sam. Melcy thì cũng đến cái giai đoạn lên giấm, nên có mồi. Nhưng chủ yếu là Melcy thích chơi thôi. Hôm nay lại được ngày nắng đẹp để quay video. Một vài bạn thắc mắc về việc Bruno chưa cho ra sân thi chó đẻ ở Việt Nam. Thì ở cái video này trại cũng chia sẻ luôn với các bạn về cái việc mà tại sao chưa cho Bruno ra sân thi. Là bởi vì Bruno nó là một cái con chó có cái khung gọng rất là cao to. Và Bruno đã thi chó đẹp và được chứng nhận đạt cái danh hiệu con chó vô địch ở bên châu Âu rồi, Latvia. Thì khi mà về Việt Nam thì nó cần một cái thời gian để thích nghi khí hậu. Một con chó nhập về, nếu mà ngay lập tức cho đi thi thì ok. Tức là những cái con chó mà nhập về là thường mọi người sẽ thấy là anh em sẽ nhập cái con chó về ngay trước những cái giải thi chó đẹp. Thì như vậy là cái con chó nó không bị ảnh hưởng nhiều bởi cái môi trường mới. Bởi vì khí hậu ở Việt Nam nóng ẩm, nó khác xa với lại khí hậu của châu Âu là khô và mát, lạnh. Cái quan trọng nhất là cái khí hậu của Việt Nam nó ẩm. Đấy là nó làm cho con chó cần một cái thời gian dài để nó thích nghi. Bruno thì đến bây giờ về Việt Nam là cũng đã được 9 tháng rồi. Và bây giờ thì có thể nói là Bruno đã quen với những cái khí hậu ở Việt Nam. Nhưng bởi vì bản thân Bruno là một con chó rất là cao, to, dài người, cho nên là trại muốn là để cho Bruno đạt cái tuổi trưởng thành thì sẽ đem ra cái cho Bruno tham gia cái sân thi Dog Show để giới thiệu với này cộng đồng yêu chó Rottweiler ở Việt Nam. Tuổi trưởng thành của một con chó đực có cái khung gọng cao dài thì nó sẽ đạt cái mức trưởng thành tối đa của nó ở khoảng 3 tuổi rưỡi. Bình thường một con chó đực với cái khung gọng trung bình thì nó có thể đạt cái bộ khung tốt nhất ở 3 tuổi. Con đực nó sẽ phát triển cái quãng thời gian dài hơn con cái. Con chó cái thì nó có thể đạt được cái khung gọng tối đa, tức là khung gọng cuối cùng của nó, khi con chó cái nó đạt được 3 tuổi.
Còn con đực thì nó sẽ phát triển cái bề ngang từ khoảng 20 tháng trở ra. Với Rottweiler thì mình để ý thì thấy nó phát triển cái bề ngang từ khoảng 24 tháng với con đực. 24 đến 30 tháng là cái giai đoạn mà con chó nó phát triển cái bề ngang mạnh nhất. Như giả sử như là ở trại mình thì có Loki ấy, nếu mà các bạn mà theo dõi cái tân vô địch Việt Nam của trại là Loki thì các bạn sẽ thấy. Các bạn mà yêu thích Bruno, các bạn hãy theo dõi Bruno hiện tại bây giờ và Bruno của 6 tháng sau, các bạn sẽ thấy. Con chó đực nó sẽ dày mình hơn. Nó phát triển mạnh nhất cái bề ngang của con chó đực ở trong cái khoảng từ 24 cho đến 36 tháng. Như bản thân Loki là phát triển bề ngang từ khoảng tầm 28 tháng mới bắt đầu phát triển bề ngang. Marvin cũng là một con chó vô địch của trại ở đàn trước cùng mẹ với mẹ Loki. Marvin là cùng đàn với Melcy ở trong video này. Thì bản thân Marvin cũng phát triển bề ngang mạnh ở cái giai đoạn 27-28 tháng trở ra. Với Bruno thì một ngày gần nhất khi Bruno đạt được ít nhất là 3 tuổi hoặc là 3 tuổi rưỡi thì trại sẽ cho Bruno ra sân thi chó đẹp để giới thiệu với các bạn. Có lẽ là với Bruno thì con hậu duệ của Bruno sẽ ra sân trước bố. Bởi vì cái đàn hiện tại đến bây giờ là Bruno là có 3 đàn hậu duệ rồi. Và nếu mà không có gì thay đổi thì cái đàn hậu duệ với Melcy này, cái đàn hậu duệ của cặp đôi này sẽ ra sân thi chó đẹp vào cái cuộc thi chó đẹp tháng 9 tới đây của câu lạc bộ Đại Việt DVKC tổ chức ở Hà Nội ngày 15 tháng 9. Các bạn mà có thích xem các cái cuộc thi chó đẹp ấy, tất cả các giống, thì các bạn có thể đến xem ở cái cuộc thi ấy. Lẽ ra cái lịch phối giống lần này của Melcy là sẽ được gặp Teddy, nhưng mà cặp đôi này có vẻ như là chưa có duyên. Bởi vì Teddy mới bị ngã gãy chân. Nếu mà bạn nào mà theo dõi các video của trại thì sẽ có cái video Teddy bó bột và Teddy tháo bột đi chơi bờ hồ ấy. Teddy đang trong giai đoạn hồi phục cái chân gãy. Cho nên là cái lần lên giống này của Messi thì chắc có lẽ là sẽ lại cho gặp lại Bruno, tức là hai lần liên tiếp. Hy vọng là ở cái lần lên giống này thì cái hậu duệ của cặp đôi này nó cũng sẽ đạt được như là cái đàn hậu duệ mà lần vừa rồi cặp đôi này gặp nhau. Theo các bạn thì trại có nên cho cặp đôi này gặp lại nhau không? Hay là mọi người có thấy một cái con chó đực nào tốt thì mọi người giới thiệu góp ý cho trại. Mời các bạn ngắm một số hình ảnh của cặp đôi chụp với lại trại chủ. Cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại. Thank you.